Cái đề kiểm tra số 01 là một cái đề rất là hay mà thầy Minh chọn lọc và thầy Minh thiết kế theo cái mẫu đề là đề thi trung học phổ thông quốc gia mới nhất, đúng không? Cấu trúc mới nhất nhá. Các bạn cùng comment đáp án của thầy Minh nhá. Câu số 1 là ester. Chỗ này lỗi này, ester methyl acrylate thì có công thức là methyl thì đuôi nó là đuôi CH3 nhá. Đuôi CH3 methyl ạ. Được chưa? Acrylate đây. Vậy đáp án chính xác của chúng ta một là đáp án C các em nhá. Một là đáp án C. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C ạ. Một C, rất dễ. Câu 2 ạ. Câu 2 ạ. Loại dầu nào sau đây ạ? Loại dầu nào sau đây không phải là ester của axit béo và glycerol? Nhá, loại dầu nào sau đây không phải là ester của axit béo và glycerol ạ? Dầu vừng, dầu ô liu, dầu gan cá hay là dầu lin? Thì chắc chắn là dầu lin rồi. Dầu lin là hydrocarbon đúng không các em? Dầu lin là hydrocarbon nhá, các bạn nhớ nhá. Ok không ạ? Câu số 3. Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy Minh nhá. Thầy Minh đang chữa full cho ông ta cái đề kiểm tra theo dạng thức câu hỏi mới. Đây, từ câu 1 đến câu 18 là mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án thôi. Câu số 3, ở nhiệt độ thường. Ở nhiệt độ thường thì dầu thực vật của chúng ta thường ở trạng thái lỏng vì đây là một loại chất béo như thế nào? Đấy, câu hỏi này rất hay. Chứa chủ yếu các gốc axit béo no là sai, lỏng thì không phải axit béo no. Nhá, chứa hàm lượng khá lớn axit gốc, axit béo không no. Cái này là chính xác đúng không ạ? Đáp án chính xác câu số 3 của chúng ta là đáp án B, bò các em nhá. B, bò. Những câu này đang rất dễ, đang rất trôi đúng không? Chúng ta đang rất trôi ở những câu này. Câu số 4 ạ. Chất nào sau đây là chất giặt rửa tổng hợp ạ? Chất nào sau đây là chất giặt rửa tổng hợp ạ? Chất giặt rửa tổng hợp. Đấy, chúng ta nhớ này, chất giặt rửa tổng hợp là nó sẽ phải có cái gốc gì? OSO3 đúng không? Vậy đáp án chính xác của chúng ta ở câu này đó là 4 ý C ạ. Quá dễ dàng nha. Câu số 5 nào. Các bạn biết không, trong quá trình mà chấm bài ấy thì sau đó thì thầy Minh thống kê thì thầy Minh thấy rằng là có rất rất nhiều bạn, đa số các bạn là bị sai ở phần đồng phân nhá. Đa số các bạn bị sai ở phần đồng phân. Và với kiểu thi như thế này thì phần đồng phân là phần mà xử lý nhiều bạn sai nhiều nhất. Này các bạn cùng theo dõi thì mình sẽ chữa cho chúng ta câu số 5. Câu đồng phân nhá. Ứng với công thức phân tử là C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân ester là đồng phân của nhau? Ta sẽ có ester đơn chức R1COOR2. Ta sẽ có là R1 cộng với R2 của chúng ta bỏ lên 1C thì bằng 3C. 3 thì bằng 0 cộng 3 bằng 1 cộng 2 bằng 2 cộng 1. Đúng không ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8 là tuyệt chiêu siêu kinh điển của thầy Minh đúng không? 3, 4, 5, 2, 4, 8 tuyệt chiêu siêu kinh điển của thầy Minh. Còn 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1 thôi. 0 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 3 có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1. Ta có 2 cộng 1 cộng 1 tổng cộng có 4 đồng phân ester. Quá nhanh, quá nguy hiểm đúng không các em? Quá VIP Pro luôn. Cái đáp án thật nhanh nào. Câu số 6 ạ. Tripalmitin thì có công thức là gì ạ? Tripalmitin. Tripalmitin thì ta sẽ có. Ở đây ta sẽ có tripalmitin. Thì công thức của nó là gì ạ? Nào các bạn nào cùng comment đáp án nào. Tripalmitin. Tripalmitin thì công thức là gì ạ? C15 H bao nhiêu ạ? H31 CO tất cả 3 lần C3H5 đúng không ạ? Đúng chưa ạ? C15H31 CO tất cả 3 lần C3H5. Nhớ nha. Ở đây câu số 7 ạ. Trong thành phần của xà phòng và chất giặt rửa thì thường có một số ester. Vai trò của ester này là, thì vai trò của ester là tạo hương thơm mát và dễ chịu, tại vì ester thì có mùi thơm nhá. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Palmitic acid là một acid béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của palmitic acid thì nó là C15H31COH. Đây là những câu cho điểm đúng không? Nhìn phát là mình phải tô lại ngay nhá, là phải nắm được luôn ạ. Câu số 9 ạ. Khi thủy phân ester vinyl acetate CH3COO CH nối đôi CH2 thì những bạn nào là học sinh của thầy Minh thì sẽ được thầy Minh nói đi nói lại cái điều này rất là nhiều. Thủy phân trong môi trường axit thì đây là trường hợp đặc biệt đúng không các em? Thì thủy phân sẽ thu được CH3COOH và CH3CHO. Đây là trường hợp đặc biệt, ta thủy phân ta sẽ thu được acetic acid và aldehyde acetic, được chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta ở đây câu 9 nó phải là đáp án chính xác là đáp án B. Nhá, lại là một câu dễ nữa. Bây giờ mình sang câu 10. Câu 10 này nhá. Câu 10 này
mà chúng ta nhá, mà không chọn được đáp án đúng thì hơi bị đuối đấy. Bởi vì tất cả các bạn ấy đều biết cái skill này của Thế Minh. Các bạn cùng theo dõi kỹ nhá. Đây, bài hỏi chúng ta là đồng phân ester đơn chức nhá. Đồng phân ester đơn chức thì nó là R1COOR2, đúng không? Đúng không ạ? Thế thì R1COOR2 thì các bạn lưu ý ạ. Các bạn lưu ý ở đây nhá. R1COOR2 thì ta sẽ có này. R1 cộng R2 bằng 4, đúng chưa? Ở đây ta sẽ có là 0 cộng 4 bằng 4 này, 1 cộng 3 này, 2 cộng 2 này, 3 cộng 1 này, 3, 4, 5, 2, 4, 8 nhé. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 có 2, 4 có 4. Còn 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 0, 1, 2 thì chỉ có 1. Vậy ta có 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2, 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 thì bằng 9 nhá. Vậy C5H10O2 chúng ta tổng cộng là có 9 đồng phân đơn chức. Quá dễ dàng và quá đơn giản. Được chưa? Bạn nào mà tô 9 là toang toàng toạc luôn. Bởi vì ở đây hỏi đồng phân đơn chức, ngoài đồng phân ester mình còn phải tính cả đồng phân axit RCOOH. Và C5H10O2 này sẽ có dạng là C4H9COOH nữa. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có 4. Vậy nó sẽ có 4 đồng phân axit nữa nhá. 4 đồng phân axit mà 4 cộng 9 phải là 13 cơ. Và đáp án chính xác ở đây của chúng ta đó phải là đáp án C cơ kè mà nhá. Đấy, đúng rồi. Nào, câu 11 là chất béo là triester của axit béo với glycerol, đúng không? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bò. Câu 12, xà phòng hóa hoàn toàn 37 gram 2 ester. Câu 12, xà phòng hóa hoàn toàn 37 gram 2 ester bằng dịch NaOH, khối lượng NaOH cần sử dụng là. Ở đây các bạn phải nhìn tin nhá. 2 ester này này là HCOCH5 nhá. HCOCH5 và CH3COCH3. Hai ester này nó đều là có cùng một công thức nhá. Phân tử nó là C3H6O2, được không ạ? Vậy thì ta sẽ hoàn toàn ta tìm được số mol của nó nhá. Số mol của nó là lấy 37 chia cho 74. 37 chia 74 thì bằng 0,5. Và lưu ý rằng là anh ester này tác dụng với NaOH thì theo tỷ lệ mol 1:1, đúng không? Bởi vì đây là ester đơn chức nên số mol NaOH phản ứng cũng là 0,5. Được không ạ? Vậy thì hoàn toàn quá đơn giản, chúng ta sẽ tìm được số mol của NaOH bằng 0,5 x 40 thì bằng 20 gram. Và đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án B. Dễ chưa? Thế thì ở câu số 13 này thì hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật để các bạn làm nhanh hơn nhá. Các bạn lưu ý rằng là nếu mà so sánh được nhiệt độ sôi á, đây là giảm dần nhiệt độ sôi, thì lúc nào cái nhiệt độ sôi của thằng axit cũng là lớn nhất. Được chưa? Lúc nào thằng axit cũng là lớn nhất. Thì nếu mà so sánh giữa phân tử khối nhá, thì cái thằng axit mà có phân tử khối lớn thì nó sẽ có nhiệt độ sôi lớn hơn cái thằng axit có phân tử khối nhỏ hơn. Vậy ở đây mình nhìn thấy có thằng CH3COH là axit và CH3CH2COH là axit. Thế nên nhìn thằng 3 phân tử khối lớn thằng 1 nên thằng 3 chắc chắn phải lớn hơn 1 rồi. Được không ạ? Thằng 3 chắc chắn phải lớn hơn 1, 3 lớn hơn 1, 3 lớn hơn 1. Thằng này loại, được chưa? 3 1 đứng đầu tiên. Nhá. Sau khi thằng axit thì đến thằng alcohol. Alcohol sẽ đứng tiếp theo là sẽ lớn hơn, được chưa? Vậy ở trong này ta thấy cái thằng số 5 là thằng alcohol. Vậy là 3 1 đến 5. Được chưa? Loại nốt anh này. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án B. Nhưng mà tiếp tục nha, thầy vẫn muốn nói sâu hơn cho các em nhá. Acid rồi đến alcohol rồi đến ester, được chưa? Đấy. Thì ester nào mà có phân tử khối mà nhỏ hơn thì nhiệt độ của nó sẽ làm sao ạ? Sẽ thấp hơn. Phân tử khối lớn hơn thì nhiệt độ cao hơn, được chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bò. Rất là dễ. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng hành quân sang câu số 14. Một cái câu mà rất dễ nhiều bạn bị sai ạ. Câu số 14 ạ. Nào, các bạn phải tính toán thật nhanh nhá, thật nhanh cùng thầy Minh nhá. Ta có xà phòng hóa hoàn toàn 8,88 gram CH3COCH3. CH3COOCH3 thì chúng ta sẽ tìm được số mol ạ. 8,88. Nào, bấm máy tính nào tìm số mol cùng thầy Minh nào. Bấm máy tính tìm số mol cùng thầy Minh ạ. Ồ, bấm máy tính nào. Bấm máy tính tìm số mol cùng thầy Minh nào các em ơi. Ta sẽ có là 8,88
nhá. 8,88 mà chia cho phân tử khối của CH3CO, CH3 là 74 thì số mol ta sẽ thu được là bằng 0,12 mol. Đúng không ạ? 0,12 mol mà bằng một lượng dung dịch cao H nóng vừa đủ thì thu được muối chúng ta là CH3COOK đúng không? Thì số mol là 0,12 đúng không? Vậy hoàn toàn ta sẽ tìm được khối lượng là 0,12 nhân mở ngoặc đơn này, CH3 là 15 này, CO là 44 này, K là 39 này, kết quả chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? 11,76 nhá. 11,76. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D nhá. Ok ạ, thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D ạ. Rất tốt, rất tốt, rất tốt nha. Đun ethylene glycol nó là 3 axit thì thu được tối đa bao nhiêu diester, thì bây giờ sử dụng cái tuyệt chiêu tìm đồng phân ester đa chức của thầy Minh này, thầy đặt này. Gốc formic acid là 1, gốc acetic acid là 2, gốc acrylic acid là 3. Diester vậy là mình có hai chỗ để cắm. Vậy ta sẽ có 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3. Vậy tổng cộng ta sẽ có 6. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Ester đơn chức X chứa CHO và không chứa nhóm chức khác, tỷ khối hơi của X so với O2 bằng. Vậy mình sẽ tìm được phân tử khối nhá. Phân tử khối của X so với O2. Phân tử khối của X sẽ bằng 3,125 nhân 32 thì bằng 100. Được không? Cho 20 gram X thì đây là ester đơn chức, ký hiệu là RCOOR phẩy đi. Số mol là 20 chia 100 bằng 0,2 đi. Tác dụng với NaOH, số mol NaOH chúng ta là 0,3 đi. Cô cạn thu được 3 rắn thì 3 rắn chúng ta chắc chắn là gồm RCOONa. Đúng không? 0,2 và NaOH dư nhá. NaOH dư là 0,3 trừ 0,2 bằng 0,1 thì chỗ khối lượng này bằng 23,2. Đúng không ạ? Vậy bây giờ mình bấm máy tính là mình sẽ tìm được R. Đúng không? R sẽ bằng này. R sẽ bằng này, 23,2 trừ đi khối lượng của NaOH dư là 0,1 nhân 40 này, được chưa? Được bao nhiêu chia cho 0,2 là ra được phân tử khối RCNOA, trừ đi 67 là ra được R này. R bằng 29 này. R bằng 29 thì chắc chắn nó là C2H5, đúng không ạ? Vậy đầu nó là đầu C5, bỏ A bỏ B. Đúng chưa? Vậy mình chỉ có một đáp án duy nhất thôi, đó là đáp án C. Quá dễ dàng và đơn giản đúng không các em? Đấy, câu 16 rất dễ dàng và đơn giản luôn, chọn C luôn. Ấm áp luôn đúng không ạ? Ok ạ. Câu 17 ạ. Câu 17 ạ. Ô, câu này chị trợ giảng thì Minh cắt thiếu mất câu 18 rồi. Quánh một trận. Câu 17 ạ. Một lipid có thành phần phần trăm số mol tương ứng, vậy giá trị của mỡ. Chị này cắt thiếu đề. Quánh một trận. Một anh lipid ạ, có thành phần phần trăm số mol tương ứng, thành phần phần trăm số mol nhá, tương ứng nhá. Thì ta có số mol glycerol ạ. Ta phải tìm được số mol glycerol. Số mol glycerol của chúng ta là bằng 138 chia 92 thì bằng ạ 1,5 mol các em nhá. 1,5 mol. Ok chưa ạ? Vậy số mol glycerol glycerol bằng 1,5 mol thì chính bằng số mol chất béo. Chính bằng số mol lipid đấy. Vậy 50% triolin đúng không? Triolin là C17H33COO, tất cả 3 lần C3H5. 50% thì số mol nó là 0,75. Tripalmitin 30%, tripalmitin là C15H31COO, tất cả 3 lần C3H5. 30% thì 0,3 nhân 15 là còn 0,5. Và 20% tristerin C17H35COO 3 lần C3H5. Đúng chưa? 20% thì nó bằng là bao nhiêu? 20%. 20% thì nhân lại nhé. Xem nào, 50% là 0,5 nhân với lại 1,5. 0,5 nhân với 1,5 thì như đúng bằng 0,75 rồi. Tiếp tục 0,3 nhân với 1,5 thì bằng ạ 0,45. Đấy, chỗ này lỗi. Nhầm đôi lúc cũng sai. 0,45. Tiếp tục ạ, 0,2 nhân với 1,5. 0,2 nhân 1,5 thì bằng 0,3. Đấy, anh này 0,3. Được chưa? Xà vòng hóa. Vậy giá trị của M, đề bài hỏi giá trị M chúng ta là M gam lipid. Đúng không? M gam lipid thì ngon rồi. Đấy. Vậy ta sẽ có phân tử khối tiếng Anh nhỉ. 0,075 nhân phân tử khối của triolein, đứa nào học thì mình thì biết nó là 884 đúng không? Tiếp tục là 0,45
nhân phân tử khối của tripalmitin là 806 đúng không? Cộng với này 0,3 nhân với lại phân tử khối của tristerin là 890. Đấy, kết quả chúng ta bằng 1292,7. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. Quá dễ dàng nha. Quá dễ dàng và ngon lành. Câu 18 ạ. Thầy Minh chữa câu 18 nha. Câu 18. Ở đây đề của câu 18 là từ glycerol và 3 thằng axit khác nhau thì tạo được tối đa bao nhiêu thằng triester đúng không ạ? Thì bây giờ 3 thằng gốc axit khác nhau thì đặt nó là 1 2 3 và thầy sẽ có này, 1 1 1 thì thầy sẽ có 2 2 3 3 vậy là 3 chất. 1 1 2 thì thầy có 1 2 1. Đúng chưa? 2 1 là trùng. 1 1 3 thì sẽ có là 1 3 1. 2 thằng 1 giống nhau thì sẽ có 4. Được chưa? Thế thì bây giờ mình sẽ còn 2 thằng 2 và 2 thằng 3 nữa. Vậy ta sẽ có là 4 x 3. Được chưa? 4 x 3 nhá. Và cuối cùng ạ, và cuối cùng là 3 thằng khác nhau. 1 2 3 1 3 2 2 1 3 cộng thêm 3 nữa. Được không ạ? Vậy ta sẽ có 3 cộng với 12 cộng với 3 là chúng ta tổng cộng có 18 nhá. Câu 18 chúng ta có 18 đồng phân. Được không ạ? Câu 18 chúng ta có tổng cộng là 18 đồng phân phải trừ lương rồi. Trợ giảng cắt thiếu ở câu này, quá buồn. Công thức phân tử của ethyl propionate nào, câu số 1 ạ. Công thức phân tử của ethyl propionate thì nó a ethyl này. Propionate là sai rồi đúng không? Đây, thằng này CH3 là sai rồi. Sai, một sai, a sai ở điều kiện thường. Ethyl propionate là chất khí. Sai ở điều kiện thường thì nó là chất lỏng cơ. Sai tiếp, hai cái sai. Được chưa? Phản ứng thủy phân ethyl propionate trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Đúng rồi, thuận nghịch, đúng. C đúng. D, ethyl propionate được điều chế từ propanonic acid và ethyl alcohol. Cái này đúng tiếp. Ok chưa, ngon lành nhá. Vậy là sai sai đúng đúng. Được chưa? Sai sai đúng đúng nhá. Tiếp tục câu số 2. Acid béo có cấu tạo như hình bên, thuộc nhóm omega N là một trong những acid béo. Công thức cấu tạo của acid béo trên, đếm nó. Anh này có hai nối đôi CC thì nó không thể là C17H33 được. Đúng không? Sai. Công thức của axit béo này nó phải là C17H31. H31 COO 3 lần C3H5 cơ. Axit béo có cấu dạng là dạng hình xít, đúng đúng không? Mạch chính của nó cùng nằm về một phía nên nó là cấu dạng mạch xít, được chưa? Đúng. Omega 6, omega 6 thì ta đếm nó đây này. 1 2 3 4 5 6, đúng là 6 đúng chưa? Vậy nó là omega 6, chính xác luôn. Đúng. Hydrogen hóa hoàn toàn axit béo thu được sản phẩm là palmitic acid là sai, ta thu phải thu được stearic acid nhá. Vậy ta sẽ là sai đúng đúng sai. Đấy, hãy cẩn thận. Câu số 3. Cho salicylic acid phản ứng với methyl alcohol mặt sulfuric acid làm xúc tác thu được esterix lùng dùng làm chất giảm đau. Có trong miếng dán giảm đau khi vận động hoặc chơi thể thao. Câu này rất hay luôn. Được chưa? Thế đây mình phải viết phương trình ra. Salicylic acid 2 hydroxide. Đây COOH OH phản ứng với methyl alcohol CH3OH H cộng mũi tên 2 chiều thì ta sẽ thu được COOCH3OH. Thì tên gọi là methyl salicylate là đúng nhá. Methyl salicylate là đúng, chính xác luôn. Được chưa? Thế công thức phân tử này mình nhìn này. C8 đúng rồi. C8 đúng. H1234 nhá. 1234 này. 1234 nhìn nó chưa? 4 cộng 4 là 8 đúng không? C8H8. Nhưng mà nó ô mấy cơ? O3 chứ không phải O2, vì cái này sai. Nó phải O3 chứ không phải O2 các em ạ. O2 là sai lè rồi. Sai lè rồi. Ok chưa? Tiếp tục này. Một mol chất X tham gia phản ứng tối đa với 3 mol H2. Thế mình nhìn này, một mol chất X của chúng ta thì nó sẽ có 3 pi. Đấy, trong cái vòng này có 3 pi. Thế vẽ lại cái vòng nhé. Vòng cái thay vì tròn này 1, 2, 3 pi. 3 pi thì ăn 3 H2. PCC, PC nối đôi O thì không ăn H2. Đúng chưa? Vậy chắc chắn ở đây là đúng. Trong phân tử X có 18 liên kết sigma này, đếm rồi. Đếm rồi. Đếm nhá. 1, 2, 3, 4. Được chưa? 5, 6, 7, 8.
Đây là một cái hàng scenario nhá, vẽ này hơi khó vẽ đấy, thầy mình vẽ lại cho bạn nhìn, vẽ này đếm hơi khó. Đây, vẽ lại chất này ra đây to tát rõ ràng cho dễ đếm. Đây này, C này, nối đôi O này, CH3 này, đây O này, H này. Đếm nhá, đếm cùng thầy mình ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 chứ không phải 18, sai tiếp. Vậy là đúng sai, đúng sai. Đúng sai, đúng sai. Nhá, đấy là về câu số 3. Câu số 4 là một cái câu thực tế. Nhá, một câu thí nghiệm. Thí nghiệm này, thí nghiệm mức độ vận dụng cao mà rất nhiều bạn sai ở cái câu số 4 này. Đấy, bước 1. Nhá. Thêm ống thứ nhất 3 μ. Vậy ống 1, ống 1 là môi trường axit. Đúng chưa? Ống 2 là môi trường kiềm. Được chưa? Ống 3 là nước cất thì chẳng ảnh hưởng. Thế là sau bước 1 thì tất cả đều phân thành hai lớp hết, nên là A sai. Bởi vì đã phản ứng đâu? Đúng không? Nhiều đứa sai đây này. Ở bước 2, một ống nghiệm xảy ra phản ứng thủy phân ester. Ở bước 2, một ống nghiệm xảy ra phản ứng thủy phân ester là sai. Bởi vì nhá, ở bước 2 lắc đều đun cách thủy thì mình có hai ống nghiệm thủy phân ester là môi trường axit và môi trường kiềm. B sai tiếp. Sau bước 3 chất lỏng và ba ống nghiệm được phân thành hai lớp là sai. Bởi vì sau bước 3 chắc chắn là có thủy phân trong môi trường kiềm là đồng nhất. Nhá. Được chưa? Sai tiếp chưa? Dễ không? Dễ không? Thì hỏi thật dễ không? Dê thí nghiệm trên thực hiện khả năng kiểm tra khả năng thủy phân ester trong các môi trường khác nhau. Đúng, để được mỗi cái này đúng. Câu số 4 được mỗi cái này đúng không? Ok chưa? Ok chưa? Vậy ta sẽ là sai 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 đúng nhá các em nhá. Sai 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 đúng. Đấy, phần này rất là dễ thôi. Nếu mà các em chắc kiến thức lý thuyết ấy, nhá, thì cái phần nhận định đúng sai này là phần cho điểm các em, biếu không điểm. Khi đun nóng glycerol với 3 axit béo thì có thể thu được bao nhiêu chất béo khác nhau? Thế thì ở đây thì mình sẽ thu được 18, mình vừa giải ở bên trên rồi đúng không? 18 nhá. Câu 2 ạ. Câu 2 ạ. Isoamin acetate còn được gọi là dầu chuối được điều chế theo phản ứng sau. Đấy, giá trị M là bao nhiêu tính theo đơn vị kg? Thế đây 1,3 tấn phải đổi thành kg rồi. 1,3 tấn bằng 1.300 kg. Được chưa? Tối thiểu M kg acetic acid hiệu suất phản ứng. Đấy, thế mình sẽ có này. CH3COOH hiệu suất phản ứng là 75%. Thì ra anh này, đúng không? Đây là C6C7H14O2. Số mol đây 1.300 chia phân tử khối C7H14O2 đi. 1.300 chia phân tử khối đi. Nào, chia bằng bao nhiêu nào? 1.300 1300 chia cho mở ngoặc đơn. Anh này là C7 12 x 7 cộng 14 cộng 32 bằng 10. Úi dồi, thế là tìm được số mol luôn nhé. 12 x 7 cộng 14 cộng 3 thế là bằng 10 mol luôn. 10. Vậy suy ngược lại CH3 CH là 10. Thuận thì nhân hiệu suất, nghịch thì chia hiệu suất, chia 0,75. Đấy chưa ạ? 10 chia 0,75 bằng, đề bài hỏi chúng ta là bao nhiêu kg phải nhân phân tử khối của nó. Phân tử khối của CH3 CH là bằng 60. Kết quả chúng ta bằng 800 kg. 800 kg, quá đơn giản. Đúng không? Quá đơn giản, quá dễ dàng luôn. Đáp án chính xác của chúng ta là 800. Câu số 3. Ui dễ thế, còn hai câu. Ok em ơi, thế là đề kiểm tra này dễ chứ đề kiểm tra này có khó đâu. Dễ lè luôn. Nhờ, lấy 10 ngon lành, thằng nào nhiều bạn hiểu điểm 10 thế. Câu số 3. Trong một chất béo có 80% là triolin về khối lượng, xà phòng hóa hoàn toàn 2,1 kg chất béo, thì trong dịch não thu được x bánh xà phòng. Biết rằng mỗi bánh xà phòng thì có 60g sodium oleate. Được chưa? Sodium oleate thì nó là gì ạ? C17H33COONa. 60g nhá. Mỗi bánh xà phòng có 60g sodium oleate. Thế là mình cần tìm khối lượng sodium oleate. Đấy, triolin là C17H33COO, tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Khi mà tác dụng với NaOH thì ta sẽ thu được là C17H33CONa, đúng không ạ? Ra ba này. Vậy ta sẽ có 2,1 kg, thì mình đổi về gam nhé. 22,1 kg thì bằng 22100 gam.
Vậy ta đã tìm được số mol 22100 này, 80% mol triolin là nhân 0,8 này, chia phân tử khối là 884 này, thì suy ra được số mol anh này là 22100 nhân 0,8 chia 884, đúng không ạ? Nhân 3 nữa nhá, nhân 3 nữa. Được chưa? Thế là mình ra số mol này 22100 nhân 0,8, được chưa? Nhân 3 chia 884 bằng 60 nhá, nhân phân tử khối này. Nhân này 12 nhân với lại 17 cộng 33 cộng 67 bằng này ra khối lượng này. Thế bao nhiêu bánh xà phòng thì chia cho 60, đúng không? 60 gram mà. Chia 60 thì ra số bánh 304 bánh các em nhé. Vậy là giá trị x là 304 bánh xà phòng. Được chưa? Đáp án chính xác của chúng ta là 304 bánh xà phòng. Qua số 4 ạ. Câu số 4 ạ. Thành phần chủ yếu của xà phòng thường có muối sodium của palmitic hoặc stearic. Đây, tăng độ cứng bla bla, 3 tấn chất béo chứa 80% khối lượng tristerin, sản xuất được m tấn xà phòng chứa 72,8% khối lượng sodium, hiệu suất 100%, giá trị m bằng bao nhiêu? Làm tròn sau dấu phẩy một chữ số. Thế thì dễ quá nhỉ. Thế thì dễ quá gì nữa, đúng không? Các bạn xem nhá. Đầu tiên ạ, 3 tấn chất béo chứa 80% khối lượng tristerin C17H35COO, tất cả 3 lần C3H5, được chưa? 3 tấn. 3 tấn thì đơn vị của chúng ta cũng nên là chơi theo tấn. Được chưa? Thế mình cứ để 3 tấn. Chứa 80% thì nhân 0,8. Phân tử khối của tristerin là 890. Được không ạ? Còn 20% tạp chất trơ mà. Khi mà tác dụng với NaOH thì ra được sodium stearate C17H35CONa, ra được 3 này. Vậy suy ra hiệu suất là 100% nhá. Thế là 3 nhân 0,8 là 2,4 chia 890, ra được số mol của C17H35CONa. Được chưa? Thế thì ngay lập tức tới đây là xong rồi. Mình sẽ đi tìm được khối lượng của C17H35CONa, đúng không ạ? Mình tìm được rất đơn giản rồi, bằng cách là mình lấy 2,4 chia cho 890 nhân phân tử khối của muối là 12 nhân 17 cộng 35 cộng 67, được chưa? Bằng, đấy là ra số mol này, được chưa? Đấy là ra khối lượng chứ, nhân với phân tử khối ra khối lượng. Thế mà xà phòng này thì chứa 72,8% khối lượng sodium stearate, vậy là anh này chia cho 0,728 là mình ra được khối lượng của xà phòng. Đúng chưa ạ? Đấy là mình ra được khối lượng xà phòng. Chỗ này mình phải nhân 3 nữa, đúng không? Bởi vì đây chưa nhân 3 này, thấy là nhân 3 nữa này. Thế là rằng 3,4 tấn nhá. 3,4 tấn. Làm tròn đến đằng sau giữ phẩy. 3,4 nhá, đáp án chính xác chúng ta 3,4 tấn. Rất dễ. Câu số 5. Câu số 5. Trộn 20 lít ethanol với 20 ml ethanol với 20 ml acetic acid, thêm 10 ml H2O đặc để tiến hành phản ứng ester hóa sau một thời gian. Đấy, tính hiệu suất phản ứng. Thế bây giờ mình sẽ có ethanol là C2H5OH cộng với acetic acid là CH3COH, đúng không? Thì ra được ester là CH3COO C2H5 cộng H2O ban đầu phản ứng. Sau đây, sau thu được 17,6 mà chia 88 thì bằng 0,2 mol ester. Vậy số mol phản ứng là 0,2 hết. Đúng chưa? Bây giờ mình cần tìm số mol ban đầu. Thì 20 ml ethanol mà khối lượng riêng của nó là 0,789, vậy ta sẽ có số mol là 20 nhân với 0,789. Đúng chưa? Chia 46. Được chưa? Ra số mol 20 nhân với 0,789 chia 46 bằng bao nhiêu đấy? 0,34. Tiếp tục ạ, tương tự CH3COH là 20 nhân 1,05 chia phân tử khối là 60. 20 nhân 1,05 chia phân tử khối là 60 bằng ạ 0,35. Ta thấy 0,35 lớn hơn 0,34, vậy hiệu suất sẽ tính theo thằng nhỏ hơn.
Vậy hiệu suất sẽ bằng là 0,2 chia 0,34 nhân 100% nhá. 0,2 chia 0,34 bằng nhân 100%. Kết quả chúng ta hiệu suất là 58,8. Đúng chưa? 58,82%. Ok chưa ạ? Ở đây đề bài yêu cầu làm tròn sau dấu phẩy một chữ số A. Thế thì khả năng cao đây thì mình đang làm tròn hơi cao rồi. Thì mình đang làm tròn hơi cao. 20 này nhân với lại 0,789 chia 46. Được chưa? Chia 0,2. Đây mới đúng này. Đúng không? Đây chia hơi nhiều. 20 này nhân 0,789 này ra khối lượng này. Chia 46 ra số mol này. Chia 0,2 ra hiệu suất này. Nhân 100% này. Đây ạ. Ô sao thầy bị bấm lỗi nhỉ? 20 nhân với 0,789 bằng này. Chia 46 này. Bằng này ra số mol này. 0,34 này. Đúng không? À số mol 0,34 đúng rồi, 0,2 chia n. Chia n bằng nhân 100 bằng đây ạ. 58,3% nhá. Đấy. Phải làm tròn không là toang nhá. 58,3%. Ok chưa ạ? 58,3. Câu số 6 ạ. Câu số 6 nha. Câu số 6 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 6 các bạn chọn đáp án gì ạ? Hỗn hợp E gồm 4 ester đều công thức là C8H8O2 có vòng benzen. Cho M gam E tác dụng tối đa với. Thế thì mình nhìn này. E là C8H8O2 mà tác dụng tối đa với NaOH. Đúng không? Số mol NaOH bằng 1 nhân 0,2 bằng 0,2. Thu được hỗn hợp các alcohol. Alcohol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Muối là hỗn hợp 20,5 gam. Được chưa? Thế thì và chắc chắn là có H2O rồi. Cho toàn bộ alcohol X này vào bình đựng Na dư. Sau phản ứng kết thúc thì ta có khối lượng chất rắn trong bình tăng. Khối lượng chất rắn trong bình tăng. Tăng là bao nhiêu gam đây? Tăng là 6,9 gam. Thế thì các bạn lưu ý này. Thế thì cứ có thằng C8H8O2 này mình phải cẩn thận, nó có ester của phenol và ester của alcohol rồi. Thầy sẽ đặt số mol ester của phenol là A, số mol ester của alcohol là B. Đúng không? Thì số mol NaOH phản ứng thì ester của alcohol của phenol là ăn 2, A của alcohol là ăn 1, B. Đúng không ạ? Ta sẽ có là số mol nước thì chính bằng số mol ester của phenol. Số mol ester alcohol thì chính bằng số mol alcohol. Được chưa? Ok chưa? Thế thì mình đã có một phương trình đầu tiên, đó là 2A cộng với B thì bằng 0,2. Bây giờ mình chỉ cần tìm khối lượng của alcohol nữa là xong. Là mình bảo là khối lượng là xong. Thì khối lượng chất rắn của bình tăng thì có phải chính bằng khối lượng của alcohol cộng với khối lượng trừ đi khối lượng H2 không? H2 bay ra mà. Đúng chưa? Mà alcohol chắc chắn là alcohol đơn chức. Đúng không? Nên ta sẽ có là suy ra khối lượng của alcohol thì chính bằng là 6,9 cộng khối lượng H2. Mà do là alcohol của chúng ta là alcohol đơn chức, đúng không? Do alcohol chúng ta là alcohol đơn chức. Alcohol chúng ta là alcohol đơn chức. Nên ta sẽ có là số mol H2 chính là bằng 0,5B. Vậy ta sẽ có bằng 6,9 cộng với B. Đúng chưa? Khối lượng của alcohol là bằng 6,9 cộng B. Thế nên đây mình sẽ có phương trình tiếp theo là phương trình bảo toàn khối lượng. Ta sẽ có A cộng B nhân phân tử khối C8H8O2. C8H8O2 là 12 nhân 8 cộng với lại 8 cộng với 32 của chúng ta thì nó bằng 136. 136 nhân A cộng B. Đúng không? Cộng với khối lượng NaOH là 0,2 nhân 40 thì bằng khối lượng alcohol là 6,9 cộng B cộng khối lượng của muối là 20,5 cộng khối lượng H2O là 18A. Đến đây mình tìm được AB. Tìm AB là xong. Đúng không? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, bấm máy tính kẻ xong. 912 rất dễ rồi. Ta sẽ có 2 bằng 1 bằng
0,2 bằng, đúng không? Phương trình ở bên dưới 136A trừ đi 18 này bằng này, B này 136B trừ đi 1. Bên kia khối lượng là ta sẽ có là 6,9 cộng với 20,5, đúng không? Trừ đi 0,2 nhân 40 là mình ra giá trị của A và B. Mình sẽ có A bằng 0,05 và B của chúng ta thì bằng bao nhiêu? 0,1. Để bài hỏi giá trị của M thì ta thấy là A cộng B là bằng 0,15 nhân 136. Xong, kết quả chúng ta bằng 20,4. Quá dễ dàng và quá đơn giản với một câu mức độ vận dụng cao này. Ok không ạ? Các em thấy xịn sò không? Cái việc mà thầy Minh chữa cái đề này, thầy Minh muốn nói với các em rằng là nếu mà các bạn bị làm sai phần ester và lipid ấy, thì các bạn vẫn còn có thời gian để bạn quay trở lại kịp. Các bạn vẫn còn có đủ thời gian để chúng ta quay trở lại đường đua. Còn nếu mà các bạn mà không nhận ra được cái điều mà mình đang bị lỗi hay mình đang bị gặp phải ở trong cái quá trình mình học như này này, thì chắc chắn 100% thôi là các bạn sẽ ra đi trong cái kỳ thi sắp tới. Điểm các bạn sẽ không đạt được như điều các bạn mong muốn nhá. Đấy là điều thầy Minh muốn nói với các em. Và giai đoạn này các bạn vẫn có thể thay đổi được nhá. Bạn nào muốn tìm hiểu đến khoa học của thầy Minh thì vui lòng có thể inbox cho thầy Minh. Ok không?